chào các cháu nhá. Các cháu cùng mẹ ông đi quay cái cảnh cái cây râm bụt nhà ông nhá. Này cái cây râm bụt là nhà ông hồi xưa là ông đi xin này. Ông đi xin người ta đây. Thấy nó đẹp đẹp. Đấy, người ta trồng trong vườn thấy nó đẹp đẹp là ông đi xin mà một mắt về ông trồng. Đấy, bây giờ là nó đẹp như này đây. Các cháu xem chiếm ngưỡng ông nhá. Đấy. Hoa râm bụt này là đúng là cái hoa cái trồng ngoài ngõ để làm cảnh. Đấy, cơ bị ngày xưa là như thế, bởi bây giờ thì người ta đưa vào trong vườn làm cảnh. Đấy. Uốn tỉa tốt để làm cảnh. Đồng thời là bây giờ là nông thôn mới tất cả các tỉnh, các huyện, các xã, các thôn ở trong toàn quốc rồi. Thì bây giờ là cũng có thôn, có xã, có xóm là người ta trồng cái cây râm bụt này hai bên đường để cho nó đẹp. Đấy. Ông cũng ý định là tới đây ông cũng nhân giống là vài cảnh trồng ở đường thôn, đường xóm cho nó đẹp. Đấy. Cái cây thì nó nở quanh năm các cháu ạ, hoa rất đẹp. Đây. Hoa này là hoa cúc đây. Hoa này là nở xòe đây. Rất là đẹp, vàng ươm nhá. Gọi là hoa râm bụt các cháu ạ. Đó. Hoa này nở rất đẹp, đặc biệt là cái mùa xuân này nó nở thì rất nhiều hoa, mùa đông ít hoa, các mùa khác ít hoa, riêng mùa xuân thì nó nở hơi nhiều hoa. Đấy, ông mới trồng từ tháng giêng năm ngoái đến tháng giêng năm nay đây. Năm ngoái là ông xin từ gốc lên chỗ này đây. Đấy, từ gốc lên chỗ này, cảnh ông chặt đây. Đấy, bây giờ là nó lên, một năm là lên cao như thế này đây. Thêm một mét nữa, cùng đời thời là cái cảnh nó sung xê ra. Đấy. Ông quay các góc chứ để cho các cháu xem nhá. Đấy. Góc nào cũng có hoa. Đấy. Trồng về cho nó đẹp thôi mà. Nhưng bây giờ là công nhận là nó cũng chưa được hẳn là đẹp cơ, mà so với ông trồng được một cây chiêm nữa thế này là đẹp rồi. Có mỗi cây như thế này là đẹp rồi, theo như ông này, nghĩ là đẹp rồi. Đấy. Hoa này cây trong đây rất là đẹp nhá. Đây hoa này là hoa chưa nở đây này. Đấy. Đây, hoa chưa nở này. Rồi tí tiếp theo các loại hoa 3-4 ngày nữa nở, tuần nữa nở, mai nở và nở rồi rất là nhiều. Như ông vừa nói với các cháu đấy, chỉ có mùa này là đẹp nhất thôi, mùa này là dịu trời mà nó mát trời, hoa nó nở nó đẹp hơn, nó tươi tắn hơn. Còn cái mùa hè và mùa đông thì hầu như có ít, mùa hè mùa thu thì nó cũng nở cơ mà nở nhanh tàn hơn, có ít hoa cơ mình nhanh tàn hơn bởi vì nó nắng gắt quá. Còn mùa là rét quá, mùa này mùa xuân là nó mát mẻ, là nó tươi nâu và nó nở nhiều. Tới đây ông còn dự kiến là trồng rất là nhiều loại hoa, vừa là hoa trong vườn,
vừa là vừa hoa trong vườn, vừa là hoa ở ngoài đường. Tới đây cố gắng nhìn ra ba bốn mắt, ba bốn cảnh trồng cho nó đẹp. Cây này cao khoảng 3 mét các cháu. Rất nhiều nhiều hoa mà rất là đẹp. Bây giờ buổi chiều thì nó phần nào nó cũng tàn rồi. Cho nên là hoa nó không được tươi là một hay hai. Hoa nó ít đi. Chứ buổi sáng mà nó xòe là buổi sáng cứ trừ cái hoa chưa nở đây, còn cái hoa cúp mới là cái hoa. Mà cúp mấy hoa chưa nở đây, còn cái hoa nở rồi nó nở rộng tán mà nhiều. Nhất là hơi 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 nắng nắng hơi hoe nên nồm đẹp lắm các cháu. Bây giờ nó cái hoa nở từ 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 hôm qua không nói là hoa nở hôm nay là bắt đầu nó đã sẽ hơi 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 héo héo rồi, nên là phần nào nó cũng có xấu hơn. Chứ sáng mà ra thì rửa bắt đầu nở hoa nó hơi hơi cúp cúp hơi xòe xòe rất là đẹp mà nó tươi nó sáng rực đi. Cháu xem mà thấy hấp dẫn là nhớ bấm like ủng hộ ông like mà chia sẻ nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn các cháu clip sau nhé. Hôm qua tôi gặp nhau ra, chào thân ái nhá.